căng da ra, căng da đi nhẹ nó chì thôi, căng da ra nè, đi nhẹ nó chì. Nó chì rất là nhỏ không? Đi nhẹ nét thôi, nó sẽ tự nhiên hơn. Khi các bạn vẽ chân mày lên người thần, các bạn thường không vẽ được và đổ thừa cho nhiều lý do khác nhau. Nào là cây chì á, nó không có tốt, nào là không có những cái thước, hoặc là các bạn lại không có kem che khuyết điểm. Các bạn đổ thừa cho rất là nhiều lý do. Nhưng các bạn có biết nguyên nhân do đâu hay không? Một người chuyên nghiệp, một người đã làm lâu năm trong nghề thì họ chỉ cần có một cây chì là đủ. Xin chào các bạn, Jolie đây. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài vẽ chân mày lên người thật. Jolie tin chắc rằng khi mà các bạn vẽ chân mày tới cái khâu mà chúng ta học lên bài vẽ chân mày thì các bạn rất là hoang mang phải không nào? Chúng ta sẽ ở vẽ chân mày không đều, nét vẽ bị to, vẽ không đối xứng với cặp chân mày, vẽ chân mày không hợp với khuôn mặt. Phải để làm sao để vẽ chân mày vừa nhanh vừa đẹp lại tiết kiệm được thời gian? Thì chúng ta hãy cùng vào bài nhé. Trước khi vào bài vẽ chân mày này thì chúng ta phải chuẩn bị những dụng cụ cơ bản như sau. Thứ nhất, một cây chì đen để vẽ chân mày. Chì đen này là chì xé và Jolie đã có chút dẹp hai bên đầu chân mày, hai bên chì để cho thật nhọn, để chúng ta tạo nét chì thật là nhỏ trên chân mày. Thứ hai, không thể thiếu đó là thước vẽ chân mày. Thì thước chân mày thì có rất là nhiều loại trên thị trường. Đây là loại thước mỏ vịt mà Jolie hay xài. Tiếp theo đó là kem che khuyết điểm. Và đi đôi với kem che khuyết điểm là cọ tém chân mày. Mà một dụng cụ không thể thiếu đó chính là dao lam để tém những sợi lông mọc ngoài chân mày, tạo chân mày nét hơn. Và để vẽ được cái bài chân mày lên người thật, chúng ta cũng cần phải có mẫu. Hôm nay Jolie nhờ một bạn này làm mẫu để Jolie lên làm bài vẽ mẫu chân mày trên người thật. Trước khi vào bài thì Jolie xin nói luôn, người kỹ thuật viên nào vẽ nằm thì vẽ nằm. Nhưng đối với Jolie thì Jolie luôn luôn dạy cho học viên và Jolie lên, làm lên khách hàng luôn luôn vẽ ngồi. Vì cơ mặt chúng ta lúc nằm và lúc ngồi sẽ khác nhau. Gương mặt chúng ta luôn luôn thay đổi và ngồi đối diện, nói chuyện với những người xung quanh luôn luôn là lúc ngồi. Và nhìn trực tiếp luôn luôn là cái người mẫu, người khách hàng của mình đứng đối diện, ngồi đối diện với mình để mình vẽ chân mày trên người thật. Nó mới chuẩn, tỷ lệ nó mới chính xác. Vì khung xương của mỗi người khác nhau. Có người khung xương bên nó sẽ nhô hơn một xíu và bên kia sẽ thụt tròn hơn, nó sẽ có độ tròn hơn. Hoặc là có người cái trục mắt của họ bị lệch, một bên nó mắt của họ cao hơn, một bên của họ thấp hơn. Và thậm chí là có những người mắt họ hơi bập hơn, hoặc là khung xương của họ hai bên không giống nhau, có chỗ nó hơi lồi lên, hoặc là có chỗ hơi thụt xuống một xíu. Vì khung xương của con người sẽ không có hoàn toàn giống nhau, giống như một cái trên tờ giấy. Có thể là lúc nằm á, các bạn nét chì của bạn vẽ rất đẹp, rất nét, nhưng tỷ lệ sẽ không bao giờ chính xác. Lúc nằm á, chỉ là một hình thức người ta làm màu mà thôi, người ta làm nét chì vẽ cho nó đẹp thôi, chứ không bao giờ chuẩn và chính xác. Cho nên Jolie luôn luôn khuyên các học viên của mình phải vẽ ngồi. Thì vẽ ngồi tỷ lệ bao giờ chính xác. Có thể nét chì không đẹp, nhưng đối với việc phun xăm, cần cái nét chì nó nét phải chuẩn, dáng chân mày phải chuẩn, phải cân đối nhất có thể lên chân mày khách hàng. Trước khi vẽ, chúng ta sẽ phân tích gương mặt của mẫu. Đầu tiên là chân mày của mẫu này, sợi lông bên này mọc cao hơn, sợi lông bên này mọc thấp hơn, hai đầu chân mày mọc không đều. Và dáng chân mày này hơi cao, vì gương mặt mẫu này là hai mắt bị bập, phần mở mắt nhiều. Nếu như chúng ta vẽ dáng chân mày quá cong sẽ làm lộ rõ cái phần mà mở mắt nhiều của mẫu. Cho nên đối với gương mặt mẫu này, chúng ta sẽ vẽ dáng hơi ngang hơn một xíu, sẽ làm hài hòa hơn và làm cho gương mặt của mẫu tươi hơn. Rồi, bây giờ Jolie sẽ tiến hành vẽ. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy hai điểm đầu chân mày. Khi Jolie vẽ thì Jolie sẽ lấy điểm, hai điểm từ trong khóe mắt tầm 3 ly. Ta sẽ giống lên một đường thẳng. Và các bạn nhớ, để cái nét chì của chúng ta nhỏ và thanh sắc nét thì các bạn phải tập cách
căng da ra và đồng thời để bút chì vuông góc trên bề mặt da sẽ tạo ra được nét chì nó rất là nét, nhỏ nét và rất là sắc. Một số người kỹ thuật viên hay có thói quen là lấy tâm là chính giữa mũi lên. Họ hay lấy điểm tâm như thế này, nhưng mà Jolie không có lấy điểm đó vì đôi khi có một số người cái sống mũi họ bị lệch, cái trục mắt của họ hai bên không đều, thì đối với cái việc đó thì Jolie luôn luôn lấy cái điểm mà nằm trong khóe mắt tầm 3 ly giống lên. Chúng ta sẽ được điểm đầu chân mày bao giờ nó cũng sẽ chính xác hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy điểm đỉnh chân mày. Điểm đỉnh chân mày này sẽ từ cánh mũi, giữa mắt và đỉnh chân mày. Một điểm cánh mũi, đuôi mắt, đuôi chân mày. Sau khi chúng ta được 3 điểm đầu, đỉnh và đuôi chân mày, chúng ta sẽ không lấy tương tự ở bên cạnh mà chúng ta sẽ dùng thước mỏ vịt. Giờ chúng ta lấy điểm đầu, điểm đỉnh để nhẹ trên bề mặt da. Để nhẹ lên, chúng ta được điểm tiếp theo. Và nguyên tắc lấy điểm của thước mỏ vịt là các bạn sẽ không căng ra như thế này thì dễ bị sai điểm, chỉ để nhẹ trên bề mặt da mà thôi. Đây. Điểm tiếp theo đó là điểm đuôi chân mày. Tương tự, chúng ta sẽ không lấy từ đỉnh tới đuôi mà chúng ta sẽ lấy từ điểm đầu. Từ điểm đầu chân mày này. Nãy khi giới thiệu những dụng cụ cơ bản để vẽ chân mày thì Jolie có giới thiệu thiếu phần là chỉ. Thì chúng ta sẽ lấy một đoạn chỉ nhỏ và chúng ta lấy chì đen. Và chúng ta sẽ lấy chì đen để vuốt nhẹ trên phần đầu chân mày. Và cuốn nhẹ ở phần đây. Tay này. Phần đầu mày dưới. Đầu mày trên. Và đối với ca này thì Jolie chỉ muốn là phần đỉnh nhẹ thôi, không có quá cao. Thì Jolie sẽ hạ luôn cái phần đỉnh của khách hàng này. Một nét nhỏ thôi. Giờ chúng ta sẽ nối điểm từ điểm đầu và đỉnh để nhẹ trên bề mặt da. Tương tự. Sau khi mà Jolie lấy được điểm ở phần phía trên thì Jolie sẽ dùng chì để vẽ phần nét dưới. Thì để dáng chân mày mềm mại và tự nhiên thì chúng ta bắt buộc phải vẽ bằng chì ở phần nét dưới chân mày thì nó mới tạo dáng mềm mại và tự nhiên cho chân mày. Nhớ một nguyên tắc là chúng ta sẽ dùng ngón tay bên trái để căng da ra. Sau khi đã đi bên trái thì Jolie sẽ tiến hành đi nốt bên còn lại luôn. Để nét chì được sắc sảo hơn thì Jolie sẽ đi lại nét bên trên.
vẽ xong những cái nét chính này, Jolie sẽ dùng dao lam để tém những sợi lông mọc ngoài chân mày. Nếu như các bạn nào không quen dùng dao lam thì các bạn cũng có thể dùng dao tém chân mày. Và đặc biệt đối với những nét phần phía trên chân mày thì Jolie sẽ dùng dao lam để chỉnh lại nét cho nó thẳng nét hơn và nó nhỏ nét hơn. Có thể cái nét chì của chúng ta vẽ ngồi nó rất là khó, nó không có thể nào mà nó nét chì nó nhỏ nó đẹp bằng lúc ở vẽ nằm, nhưng Jolie tin chắc rằng vẽ ngồi bao giờ cũng sẽ chuẩn nhất. Vì đối phun xăm thì chúng ta cần một cặp chân mày chuẩn chứ không phải là cần cái nét chì đẹp. Như các bạn đã thấy thì sau khi vẽ chân mày xong thì dáng chân mày của chị đã cân đối hơn rất là nhiều rồi. Và trong cái clip này thì Jolie không có sử dụng là cọ với kem trang sức điểm. Nếu như các bạn mà đi còn chưa, cái nét nó vẫn còn to hoặc là cái phần bụng nó chưa có được mềm mại thì các bạn có thể là sử dụng kem che khuyết điểm và cọ để mà che những cái nét ở phần phía dưới. Hoặc là những khách hàng đã làm chân mày bị trổ đỏ, bị trổ xanh, phải sửa dáng chân mày thì những cái nét chì của chúng ta khi mà đi lên cái phần mà chúng ta cần che thì sẽ không thể nào che được, thì khi ấy thì chúng ta sẽ dùng kem che khuyết điểm và cọ để che những cái nét trên chân mày của mình. Thì kem che khuyết điểm và cọ là một bộ không thể nào thiếu để chúng ta vẽ chân mày. Trước đây khi Jolie mới ra nghề, Jolie cũng rất sợ khi mà vẽ chân mày. Jolie vẽ một cặp chân mày cho khách hàng tới 2 tiếng đồng hồ. Thời kỳ mà Jolie mới ra nghề, Jolie rất là sợ khâu đó. Và mỗi lần mà tới khi mà vẽ, Jolie cảm giác ngán ngẩm lắm. Thời điểm đó thì người ta cũng có rao bán cái loại mà bộ vẽ chân mày thì có những cái khuôn sẵn, thì thời điểm đó Jolie có mua về một bộ và áp dụng lên một khách hàng, và từ đó Jolie bỏ luôn cái bộ đó. Nguyên nhân do đâu? Thì vì khi mà áp dụng lên khách hàng thì nếu như chúng ta để lệch á thì nó cũng sẽ xảy ra tình trạng mà bên cao bên thấp, hoặc là nếu như các bạn mà sử dụng khuôn như vậy xảy ra tình trạng khuôn lông mày rất là bị cứng, bị thô và làm cho khuôn mặt của khách hàng nó không có đẹp. Nét chì của chúng ta khi vẽ bằng tay bao giờ nó cũng sẽ đẹp, bao giờ nó cũng sẽ tự nhiên và hài hòa với gương mặt của khách hàng. Khi các bạn vẽ chân mày lên người thật, các bạn thường không vẽ được và đổ thừa cho nhiều lý do khác nhau. Nào là cây chì nó không có tốt, nào là không có những cái thước, hoặc là các bạn lại không có kem che khuyết điểm. Các bạn đổ thừa cho rất là nhiều lý do. Nhưng các bạn có biết nguyên nhân do đâu hay không? Một người chuyên nghiệp, một người đã làm lâu năm trong nghề thì họ chỉ cần có một cây chì là đủ. Một cây chì họ có thể vẽ nên tất cả các dáng chân mày và hài hòa với gương mặt của khách hàng. Họ luyện cho chính bản thân mình, họ luyện cho kỹ thuật, cho cái mắt nhìn. Không có gì bằng mắt người cả. Chúng ta nhìn bằng mắt thì tỷ lệ bao giờ cũng chính xác hơn. Thước chỉ là một cái đồ vật để hỗ trợ cho các bạn mà thôi, chứ không phải để cho chúng ta phụ thuộc vào nó. Không có thước, người kỹ thuật viên giỏi, một người tay nghề lành nghề, họ vẫn có thể làm được. Họ chỉ cần có một cây chì là đủ. Vì thế chúng ta hãy luyện tập thật nhiều, đừng đổ thừa cho chúng ta không có thước này thước kia, không có những cái đồ vật để chuyên vẽ chân mày mà chúng ta không làm được. Hãy trau dồi kiến thức cho bản thân, không nản chí, và chúng ta phải quyết tâm vẽ cho được cái dáng chân mày thật là đẹp, thật là hợp với khuôn mặt của khách hàng. Chỉ cần nhìn một bên này, bên này là đủ rồi, mình canh bên kia thôi mà, cái đầu mỏ đó. Như các bạn cũng đã thấy thì Jolie luôn luôn hướng dẫn cho học viên mình vẽ ngồi để đem về một kết quả chân mày chính xác nhất và hài hòa hợp với gương mặt khách hàng nhất. Chúng ta không cần làm màu, chúng ta không cần tỏ vẽ để vẽ cái nét chì cho đẹp cho khách hàng vẽ nằm, tại vì chúng ta cần cái chân mày chính xác nhất mà thôi. Căng da ra, căng da đi nhẹ nét chì thôi, căng da ra này đi nhẹ nét chì. Nét chì rất là nhỏ không? Đi nhẹ nét thôi, nó sẽ tự nhiên hơn.
Jolly luôn luôn hỗ trợ cho học viên nhiều nhất có thể để các bạn có thể thực hành lên người, lên mẫu thật, và để các bạn có thể tự tin khi mà làm lên khách hàng. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu về nghề phun xăm thẩm mỹ, nếu như bạn muốn học về nghề này thì hãy liên hệ với Jolly qua số điện thoại Zalo 0937 37 3396. Xin chào các bạn.